Vâng, em xin chào quý vị. Đây bên em về được hai con giải mã đời rất là cao của Onkyo, nhất là con UN7 này. UN7 này. Dòng màn hình xanh, màn hình xanh. Đấy, cả hai con này đều đã vừa đang chạy bình thường nhá. Đấy. Dòng màn hình xanh này thì nó giải mã rất là hay. Đây, đời máy nằm với cái hậu nó sâu hơn khá là nhiều so với các bọn khác, hai đôi đấy, khoảng 30 cm chiều sâu và size vẫn là size 20,5 nhé, 21 này. Đây thì đây là một con Onkyo UN7 bên phải này. Đây. Thì con này sẽ giá của nó là 1.650.000 nhé. 1.650, hàng đẹp. Con này hàng đẹp nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy nha. Công suất của con UN7 này là đi 66W một con nhé. Vâng, 66W một con. Đấy. Hàng biết đi giáp ba. Ok. Điện áp 100V quý vị nhé. Đấy. Thì đây là con UN7 bên phải này. Con này hàng nó sẽ là 1.650.000 này. Đây còn con bên này thì giá của nó sẽ là 1.190.000 đồng. Đấy, 1.190.000 đồng. Đây. Đấy nhá. Đấy. Đấy, con này thì nó cũng còn là khá đẹp. Khá là tuyệt vời. Tuy nhiên thì ở bên phía dưới này, cái góc phía dưới này nó hơi bị vỡ một ít ở đây do quá trình vận chuyển này đi nó bị sứt mất ít. Đấy, tuy nhiên nó vẫn hoạt động bình thường nhé. Đấy, thì em bán vừa cho quý vị với giá là 1.190.000 đồng. Để quý vị nào ai có nhu cầu mua con nào trong hai con này thì liên hệ cho em bên em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 59 581 nhé. Con này thì là có đầy đủ tất cả các cái đường quang này, đường nai nhé, đường quang để chúng ta làm giải mã này, đường nai để chúng ta cắm điện thoại này, đây đường quang để làm giải mã này, đường nai, đường tép. Đấy. Đường đấy, hai đường nai và đường tép và chúng ta làm cắm điện thoại và nghe nhạc nhé. Công suất của hai con là như nhau, đều là 66W, đều là đời không N7 mà. Đấy thì quý vị lấy con nào thì liên hệ cho bên em nhé. Con bên tay trái đây là 1.190.000 đồng và con bên tay phải đây của nó là 1.650.000 đồng. Đấy. Ở đây thì còn một tí băng dính em chưa kịp tẩy thì quý vị về tẩy giúp em nhé. Vâng, em xin cảm ơn và xin gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo bên em. Vâng, xin chào mọi người.